Một bài toán đến từ bạn Bảo Lam. Bạn ấy mong muốn lên TV. AD rất sẵn lòng. Và một điểm thú vị nữa là bạn có một cái avatar rất ngầu. Không biết là nhân vật gì đây. Thôi để tìm hiểu sau vậy. Hãy đi vào bài toán của bạn. Cho A cộng B cộng C cộng D bằng 2000. Và 1 phần A cộng B cộng C cộng 1 phần B cộng C cộng D cộng 1 phần C cộng D cộng A cộng 1 phần D cộng A cộng B bằng 1 phần 40. Tính giá trị của S bằng A phần B cộng C cộng D cộng B phần C cộng D cộng A cộng C phần D cộng A cộng B cộng D phần A cộng B cộng C. 4 ẩn số ABCD khá là dài dòng. Theo các bạn thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Đừng quá lo lắng về sự dài dòng của nó. Hãy tận dụng tối đa các điều kiện ban đầu, kết hợp chúng lại. Và biết đâu bạn sẽ có một bất ngờ. Hãy thử nhé. Cùng đi vào bài toán. Các mẫu số của các số hạng của S giống với mẫu số của các số hạng trong điều kiện thứ hai, nhưng có thêm các thử số là các ẩn không có ở mẫu. Một điều rất thú vị. Nên hãy lấy điều kiện thứ nhất nhân với điều kiện thứ hai, ta sẽ được A cộng B cộng C cộng D tất cả nhân với 1 phần B cộng C cộng D cộng 1 phần C cộng D cộng A cộng 1 phần D cộng A cộng B cộng 1 phần A cộng B cộng C. A cộng B cộng C cộng D ở đây bằng 2000 và điều kiện thứ hai bằng 1 phần 40. Nên ta có được giá trị của tích số này bằng 2000 phần 40. Khai triển ra ta sẽ có được các số hạng như thế này và tổng của chúng bằng 50. Hãy nhìn vào tử số và mẫu số của các số hạng này. Chúng có điều gì đó đặc biệt. Hãy tách phần tử số có cùng với mẫu số. Và ta sẽ có được A phần B cộng C cộng D cộng 1 cộng với B phần C cộng D cộng A cộng 1 cộng C phần D cộng A cộng B cộng 1 cộng D phần A cộng B cộng C cộng 1 sẽ bằng 50. Điều này sẽ tương đương với A phần B cộng C cộng D cộng B phần C cộng D cộng A cộng C phần D cộng A cộng B cộng D phần A cộng B cộng C bằng 50 trừ đi 4 và bằng 46. Rất đơn giản, trông nó có vẻ dài dòng nhưng khi ta biến đổi một chút thì ta sẽ có được kết quả của nó. Cách của các bạn làm là như thế nào? Hãy cùng chia sẻ lại nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.